Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Tính Trăng Channel nha. Hôm nay thì mình tiếp tục đi giả trà bắt chuột mọi người ơi. Hôm qua thì trời mưa lớn lắm, chuột chắc nó gom vô đống trà. What the fuck? Thì hôm nay mình tiến hành giả trà thì có thêm ông cậu mình theo ở phụ với ba mình. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi giả trà nha mọi người. Khúc này nó nằm khúc này nè, nó kêu gì nãy giờ nè. Anh hai ư? Rồi, có chuột chạy ra rồi mọi người ơi. Đó, ghê chưa? Rồi nó chạy kìa. Gỡ gần tới rồi đó mọi người. Nó bắt đầu nó chạy ra lai gai rồi đó. Dí cái dắt lên mày á, nó chạy ra như chạy đuổi đuổi theo. Nhảy dữ lắm. Ông làm dậu thế mẹ. Dậu là mà dậu. Nãy tao đắp cũng kính không rồi. Ông lại đó vậy. Quả chuột rồi, quả chuột rồi. Từ từ đi nha, dở ra. Ông đứng rồi, ông coi cái này đi. Không luôn. Ta làm cỏ nãy. Thấy không vậy đó ông lộn chứ, từ từ cái chạy vô que. Ủa nó chạy vô. Ông mà đi đặt cọp chạy que hả? Ủa nó chạy vô một cái. Ta làm đủ mẹ cho nó thui vậy nè. Quả không dính này. Đây. Ông làm cái bụng binh nó nhát vô mắt dí. Ông trời. Cái cụ của ta chắc làm sao làm mũi tàu. Mũi tàu uống thuốc ngoài kia quá. Tao làm coi. Mất công ấy. Ai đâu quá. Trong này đứng trong này nè, đuổi nó chạy tới. Ủa là chạy vô lọt luôn à. Con cỏ nó vô nãy lại không có một con. Để con cỏ tắm. Chúng ta làm chui. Chui vô cho. Vô con, vô con. Rồi kìa trở lại, nó trở lại thì nó dụ nó trở lại. Nó trở thì nó trở. Chuột nó phải sáng nhở lại mình làm lâu. Lứa đâu cũng bự chứ lứa đâu. Mẹ mềm. Tớ tớ tớ. Chả hết nổi luôn à. Bữa đó vợ tôi có mười mấy con chuột á, mà 3 kg tôi lên chứ lúc độ hoài kêu không no. Chạy coi chơi với phim nè. Ô trời ơi. Vô đi nha. Từ từ. Mấy con rồi. Người ta đi, tao bữa nay tao đi dở người ta rồi. Nó chừng mua nó gom không gà lâu nè. Đó, bây giờ quay nó chạy chơi thôi chứ không có bắt luôn.
Mà trời nó bị nó bò không, nó có chạy đâu. Kìa hai con nó bò như mấy con trâu đi bộ lê gai. Con chuột kìa, chả nấu kìa, hả đựng giấy nữa kìa. Ký 50 đó. Sao điện không kêu thùng bia ấp lạnh chưa? Dạ. Không, nó trứng mắt rồi. Không đi được đâu. Đừng khoan ấy nha, đổ chuột vô rồi phải giữ lưới nha. Nó còn nấp ở dưới á. Hổm đi mấy con. Từ 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 đừng manh động. Từ từ nó chạy á, nằm dưới kìa. Cầm cầm con tích, cầm con đi. Nè bỏ luôn đi. Nó mệt rồi. Nó không chịu chạy, bắt khó bắt. Nằm lợp dưới á, nó thảy chân vô rồi. Có còn lính đây không? Rồi. Nhìn ngay luôn. Bác sĩ khoái nè, không chịu qua. Đi qua là vô mánh rồi. Phụ má anh đi thình. Vì anh gặp băng cá ép á, hô bình bình. 2 bình con. 270 ngàn tí mình dám mua ăn. Chuột có 50 khi mua. Chuột anh ăn anh phải mỏ luôn. Ăn vô lúc đầu sao ăn sao ngon. Trời ơi trời, nhắm chứ trời. Trời ơi không nhắm chạy ra lỡ. Dậu á, dậu ra chứ. Rồi đừng mở đó, cậy đi. Gì? Đi mở lạp thôi. Mở cái đó đặng mày đổ vô cũng chạy. Trời ơi, đâu có tiếp nữa, tiếp tính, tiếp. Rồi luôn rồi, đây nè cái lồng rồi, sao đây? Đây lỡ làm sao mà. Làm sao rồi, để gì em về luôn. Làm sao đập. Cắt à. Sao vô lồng luôn. Đập. Ừ, cái này nè. Đập nhiêu đập. Tao chạy về dưới sao? Dưới lấy rộng. Chạy dưới lấy rộng lấy cái lan đi chơi. Làm sao không biết được nhiêu nữa. Này 7-8 ký à. Bọn. Tính nó con dở rồi tính. Nắp nắp này, nắp này. Được trời, được không trời? Được. Hả? Được không trời, nguyên lỗ cho bá đây nè, được. Lên chạy ra sao? Em cho con cỏ vô. Vô nè hết không? Hết rồi hả? Hết dở nữa coi gì lấy nậu vô. Chết không? Đâu, vô đi, vô cái nhỏ đó lên hai. Chết không? Nào, dở này ra coi, dở nắp này ra. Kiếm. Quá, quá xa. À, hết chưa, nó lên lại đó. Nó lên nãy nó nhiều cộng như vậy đâu tiêu rồi thật. Nó nắp cộng đâu? Được không bác? Không máu rồi. Không máu vô lát bị chuột cắn nó chết vô. Má thấu vô đó. Để nó cái nắp nó cũng được nữa cái cộng. Xuống rồi. Cộng khổ dữ nhiều. Cái giò nó ba nấu cái con này nó dính cái giò nó bị xuống
nó kẹt, nó dính cái giò, nó kẹt cái mấy con kia xuống được. Cái nắp nó sao rồi, bít ra gì rồi. Yeah, dỡ lên rồi, đừng dỡ. Nắp trên á. Này làm cái nắp nó xíu. Cái nắp, trời ơi, kẹt giò nữa rồi. Này ổng cắn nó đụ má. Kẹt giò ông kia kìa. Ông này ổng cắn cái mỏ bằng đây nữa nè. Cái thủ mà đụ mẹ. Chí Minh muốn nắm, còn con này ra rồi, thở ra xuống rồi. Dỡ lại mấy gì luôn. Nó thủ rồi. Hai tay anh thủ má chưa chút xíu rồi. Chưa giờ trời ơi chút xíu để đâu có chuyện dạo giấc nắng xỉu chứ. Lát đẩy nước cho xịt nước không? Để khỏi. Cỏ vậy đó. Cỏ đẩy lên. Trời ơi trời có nhiều nó xuống cái đụng má là mệt, nó mệt thở không nổi mà nó không chịu xuống. Không thấy gì. Trời ơi cắn trời ơi. Ông đội gắn máu cũng cắn là đụ má ổng. Rồi. Anh đói rồi, cắn gắn máu luôn rồi. Vô. Đụ má, chọn gì cái chọn cái chết. Vô. Giải không? Dạ, quân ngủ ngồi chịu nổi. Có mấy con chuột nằm nữa. Thì cái lỗ ngõ quá mọi người. Khôn đụng má biết không biết nó biết không chịu xuống. Ờ xuống con xuống còn hai con nữa xuống giùm đó xuống để mà em mình không có lỗ không có lỗ không có lỗ tại vì bắt cái hết luôn con này xuống tới rồi. Trời ơi là trời cũng cũng nói cũng nói tới cũng thích cái móng có phạt nó hay đụ mẹ này buông ra đi buông có con một cái đi để là chụp lại đầu lấy dây cột đụ má rồi tôi đi tìm nó còn thả con nó ra đi nó đập đầu luôn cù lại trời con một mà thả đi đập đầu luôn thả nó ra bắt nó luôn coi đập thả nó ra ngoài bắt nắp cột này đi dựng lên đó ló ra đó đập trời bắt nó ra đó chụp đi nó mệt rồi bỏ vô luôn nè mà muốn gặp đây giờ cột cái miệng lên tôi tới nha để cái cột kỳ đủ mà từng cái không trời như kỳ này đâu không có rồi xong về nè, một này cái... này. Rồi, một cuộc chuột là đầy một gặp luôn nè mọi người ơi đó nguyên một gọng luôn rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của mình hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.